Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Mỹ đề xuất cấm phần mềm và phần cứng Trung Quốc trên xe hơi do lo ngại an ninh quốc gia. Ngày 23 tháng 9, VOA tiếng Việt cho hay, chính quyền Biden đề xuất cấm phần mềm và phần cứng Trung Quốc trên xe hơi ở Mỹ. VOA cho biết, Bộ Thương mại Mỹ ngày 23 tháng 9 đã đề xuất cấm phần mềm và phần cứng chủ chốt của Trung Quốc trong các xe cộ lưu thông trên đường phố Mỹ do lo ngại về an ninh quốc gia, Động thái này trên thực tế sẽ tương ứng với việc cấm gần như tất cả các xe hơi Trung Quốc vào thị trường Mỹ. Hình ảnh bài trên VOA. Quy định này cũng sẽ buộc các hãng ô tô lớn của Mỹ và các hãng ô tô khác phải loại bỏ phần mềm và phần cứng chủ chốt của Trung Quốc ra khỏi các xe cộ lưu thông ở Mỹ. Theo VOA, chính quyền Biden đã nêu ra những lo ngại nghiêm trọng về việc các công ty Trung Quốc thu thập dữ liệu người lái và cơ sở hạ tầng của Mỹ thông qua xe cổ kết nối cũng như về khả năng thao túng các phương tiện kết nối với Internet và hệ thống điều hướng. Nhà Trắng đã ra lệnh điều tra về những nguy cơ tiềm tàng này vào hồi tháng 2. Các lệnh cấm này sẽ ngăn chặn các hãng xe Trung Quốc thử nghiệm xe tự lái trên đường phố Mỹ, mở rộng sang phần mềm và phần cứng cho xe do các nước đối thủ khác, trong đó có Nga, sản xuất. VOA dẫn phát biểu của Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo, trong cuộc họp báo hôm 23 tháng 9. Khi các đối thủ nước ngoài xây dựng phần mềm để làm một chiếc xe, có nghĩa là họ có thể sử dụng để do thám, có thể được điều khiển từ xa, và việc này đe dọa sự riêng tư và an toàn của người Mỹ lưu thông trên đường. Trong tình huống cực đoan, đối thủ nước ngoài có thể làm ngưng hoạt động hoặc kiểm soát tất cả các phương tiện của họ đang lưu thông tại Mỹ cùng một lúc, gây ra tai nạn, tắt đường. VOA nhận xét Động thái này là sự leo thang đáng kể trong các hạn chế hiện có của Mỹ đối với các phương tiện giao thông, phần mềm và linh kiện của Trung Quốc. Hồi đầu tháng này, chính quyền Biden đã tăng thuế mạnh lên hàng nhập khẩu của Trung Quốc, bao gồm đánh thuế 100% đối với xe điện, cũng như tăng thêm thuế đối với pin xe điện và các khoáng sản chủ chốt. Hình ảnh xe hơi điện Tesla vẫn đứng đầu ở Mỹ, nhưng xe Trung Quốc cũng đang cố gắng chen chân vào thị trường này bà raimondo cho biết cơ quan của bà đang hành động trước khi các nhà cung cấp nhà sản xuất ô tô và linh kiện có dính đến trung quốc hoặc nga trở nên phổ biến và sử dụng rộng rãi trong ngành xe hơi của mỹ chúng tôi không đợi đến khi đường xá của chúng tôi đầy xe và nguy cơ hết sức lớn mới hành động vì vậy dẫn lời cố vấn an ninh quốc gia nhà trắng jack sullivan trong cùng cuộc họp báo nói trên cho biết mỹ có vô số bằng chứng về việc trung quốc cài phần mềm xấu độc vào cơ sở hạ tầng quan trọng của Mỹ. Vẫn theo VOA, đề xuất kêu gọi lệnh cấm phần mềm có hiệu lực đối với các mẫu xe sản xuất năm 2027, trong khi lệnh cấm phần cứng sẽ có hiệu lực đối với mẫu xe năm 2030 hoặc vào tháng 1 năm 2029. Bộ Thương mại Mỹ cho công chúng 30 ngày để góp ý về đề xuất này với hy vọng sẽ hoàn tất nó trước ngày 20 tháng 1 năm 2025. Các quy tắc sẽ áp dụng cho tất cả các phương tiện lưu thông trên đường, nhưng không bao gồm các phương tiện làm nông hoặc khai mỏ vốn không lưu thông trên đường xá công cộng. VOA cho biết thêm, Liên minh đổi mới ô tô vốn đại diện cho các hãng xe hơi lớn bao gồm General Motors, Toyota, Volkswagen và Hyundai đã cảnh báo rằng việc thay đổi phần cứng và phần mềm sẽ mất thời gian. Tổ chức này lưu ý rằng phần cứng và phần mềm được kết nối trong xe được phát triển trên khắp thế giới, trong đó có Trung Quốc, nhưng không thể nêu chi tiết mức độ phổ biến của các thành phần do Trung Quốc sản xuất trong các mẫu xe Mỹ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo chấm d với bản tin Mỹ đề xuất cấm phần mềm và phần cứng Trung Quốc trên xe hơi do lo ngại an ninh quốc gia có tổng thống Kamala Harris sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác an ninh và thúc đẩy nhân quyền Việt Nam nếu đắc cử tổng thống. Ngày 21 tháng 9 báo tiếng dân đăng bài Kamala Harris và các vấn đề Việt Nam của tác giả Nhã Duy. Theo tác giả, việc nhà hoạt động dân chủ Trần Huỳnh Duy Thức được nhà cầm quyền Việt Nam trả tự do trước thời hạn có lẽ là một trong những vấn đề đã được nội các chính quyền Biden Harris quan tâm và vận động từ năm 2021. Dù đã có một số tù nhân lương tâm đã được trả tự do, được cho phép xuất cảnh đến Hoa Kỳ hoặc một số nước phương Tây. Trong vài năm qua, có thể thấy là việc thương lượng riêng cho trường hợp Trần Huỳnh Duy Thức đã không có kết quả cho đến khi Chủ tịch Tô Lâm chuẩn bị sang Mỹ. Hình ảnh bài trên báo Tiếng Dân Tác giả đề cập đến chuyến công du của Phó Tổng thống Kamala Harris sang Việt Nam vào tháng 8 năm 2021. Trước khi bà Kamala Harris sang Việt Nam, Tòa Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam đã đăng thông cáo về quan hệ đối tác toàn diện giữa Hoa Kỳ và Việt Nam trên trang mạng của mình. Trong đó, vấn đề nhân quyền và xã hội dân sự được coi là trọng tâm trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Tác giả dẫn thông cáo trên cho biết, Hoa Kỳ ủng hộ xã hội dân sự của Việt Nam và vận động cho quyền tự do ngôn luận, tín ngưỡng và lập hội ở Việt Nam. Phó Tổng thống Harris sẽ tổ chức một cuộc gặp mặt vào ngày 26 tháng 8 với đại diện của các nhóm vận động cấp cơ sở tại đây. Bà sẽ nhấn mạnh vai trò quan trọng của xã hội dân sự như một động lực của phát triển bền vững và thịnh vượng toàn diện. Tác giả dẫn nhận định của Giáo sư Cartier về chuyến đi của Phó Tổng thống Kamala Harris rằng nhân quyền là một cản trở lớn trong việc nâng cấp quan hệ. Và bà Harris đã không ngần ngại trao đổi về các vấn đề được xem là tế nhị này ngay tại Việt Nam. Hình ảnh Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris, ứng viên Tổng thống năm 2024. Tác giả cho biết trong mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam hay với khu vực châu Á-Thái Bình Dương nói chung, thì vấn đề nhân quyền và dân chủ luôn được các nội các của phía đảng Dân Chủ đặt ra và vận động thương lượng trong các mối quan hệ song phương. Đồng thời, phía Dân Chủ cũng lên tiếng mạnh mẽ trong vấn đề tự do hàng hải, lên án thái độ hiếp đáp của Trung Quốc trong khu vực, thay vì chỉ chú trọng riêng vấn đề giao dịch thương mại. Tác giả dẫn quan điểm về Trung Quốc mà bà Harris đã thẳng thắn bày tỏ tại Việt Nam rằng chúng ta cần tìm cách gây áp lực và gia tăng áp lực một cách thẳng thắn rằng Bắc Kinh phải tuân thủ Công ước Quốc tế về luật biển đồng thời thách thức hành vi bắt nạt và yêu sách hàng hải quá đáng của họ. Tác giả cũng cho biết các yêu cầu và áp lực phía Việt Nam trao trả tự do cho các tù nhân lương tâm của bà Kamala Harris cũng được trang Trần Huỳnh Duy Thức tái xác nhận. Trên trang Facebook Trần Huỳnh Duy Thức, thông điệp của anh được gia đình anh đưa lên mạng vào ngày 15 tháng 9, chỉ vài ngày trước khi anh được trả tự do, nguyên văn. Hoa Kỳ rất quan tâm tù chính trị Việt Nam. Ngày 28 tháng 8 vừa rồi, một phái đoàn của chính phủ Mỹ đã bay trực tiếp từ thủ đô Washington DC để vào trại 6 gặp tù nhân lương tâm Bùi Văn Thuận. Phái đoàn đại sứ quán Mỹ sẽ quay trở lại gặp Thức, thông báo là Thức cần gặp gấp. Ngày 3 tháng 11 năm 2021, đại diện tòa đại sứ Mỹ ông Martin Stenard đã vào trại 6 thăm Thức theo lệnh của bà phó tổng thống Kamala Harris. Hôm đó hai bên đã có những trao đổi thú vị. Vẫn theo tác giả với một vài điều đã dẫn bên trên, nếu đắc cử tổng thống Hoa Kỳ vào tháng 11 tới đây, có thể thấy phó tổng thống Kamala Harris sẽ tiếp tục theo đuổi các chính sách ngoại giao với Việt Nam, tương tự như các nội các đảng dân chủ tiền nhiệm. Những điều này hoàn toàn có lợi cho người dân Việt Nam và phong trào dân chủ tại Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo.d với bản tin Phó Tổng thống Kamala Harris sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác an ninh và thúc đẩy nhân quyền Việt Nam nếu đắc cử Tổng thống. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất.